Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video của DC. Thì cũng cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ DC. Hôm nay DC xin đưa tới mọi người một cái dụng cụ mà rất là thuận tiện, rất là tiện lợi cho những cái trung tâm chăm sóc xe. Thì những anh em đã làm nghề rồi và đang chuẩn bị mở trung tâm xe, mình tin chắc là rất nhiều anh em chưa biết đến cái sản phẩm này. Thì ngay bên cạnh mình đây, đó chính là cái giá treo súng và treo dây do bên DC nhập khẩu và đang phân phối tại Việt Nam. Thì cái giá này rất thuận tiện mọi người nhé. Thường thường thì khi anh em lắp máy rửa xe, anh em hay bắn những cái đinh chữ L hoặc anh em hay hàn những cái giá lên. Có những anh em thì mua những cái ống nhựa phi 42, 48 này anh em lắp vào. Thì thật ra những cái đấy thì nó vẫn đáp ứng được cái công việc cho như bình thường. Nhưng để về cái độ thẩm mỹ và cái nhìn cái độ tiện dụng thì chắc chắn nó sẽ không bằng cái sản phẩm chuyên dụng như này đâu. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây, đây là cái giá treo dây và treo súng của bên mình. Đó, thì nó nhìn mọi người nhìn nó rất là đơn giản thôi, mà mua chi phí nó rất là tiết kiệm cho anh em. Đây là cái giá treo súng nhá, được thiết kế toàn bộ bộ bằng hệ thống nhựa này. Tất cả các điểm mép này đều được bo tròn hết. Khi em sử dụng không bao giờ sợ có hiện tượng là bị đứt tay hoặc là bị xước sát gì cả. Đó, thiết kế của dây này nó sẽ thiết kế một cái móc để anh em treo dây này, một cái ống để anh em treo súng này, và có bốn cái phần vít để bắt trực tiếp vào tường luôn. Đó, cái này chịu lực rất là khỏe anh em nhé. Anh em có thể để tầm khoảng 30 giây lên thoải mái không vấn đề gì cả. Đây cái giá anh em treo dây này. Khi em không sử dụng đến dây nữa, anh em có thể treo lên như này. Nó rất thuận tiện. Còn cái súng anh em có thể cắm trực tiếp vào đây. Anh em nhìn thấy nó gọn gàng không? Nó rất là gọn gàng và thuận tiện cho anh em khi em sử dụng treo cái súng như này. Đó. Thì mọi người thấy cái giá treo súng này của mình sao treo súng treo dây như thế nào? Mọi người đang có muốn mua cái sản phẩm này không? Nếu muốn mua hàng mọi người có thể mua trực tiếp trên Shopee, Lazada và Tiki nhé. Và có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số hotline trực clip để được mình tư vấn và báo giá và vận chuyển cho bạn tốt nhất. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi người thì video mình hữu ích, mọi người có thể like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người clip sau.